Ơi, chúng ta cái bonsai ví dụ mà ngày hôm nay tao thu một mới mà nên là ngày 27 vẫn là chương 2 mà ha. Rồi, cái mình tạo một trang đầu tiên không? Bây giờ mình đổi cho trang này default mình đổi rename lại đúng không ạ? Là người ta làm ví dụ mà đơn giản ha. Phương trình bậc 2 nha. Bây giờ người ta qua phần design đúng không ạ? Người ta đang symbol rồi. Bạn thấy hiện tại cái bản thôi. Mình thiết kế cho đơn giản tay mà cần hai button mà để nó kéo một cái nhãn ha, mình nó kết quả nha. Vậy là có ha, nhãn vô tao đặt lại là bên là kết quả nha. Đặt cái tên biến qua TTA TTB đúng không? Cái tên này người ta BTN giải phương trình bậc 2 mà đánh vô trong cái tag của nó là giải phương trình. Tên này người ta reset lại đúng không? Đặt lại cái gì? Ví dụ mà, ta thiết kế như WinForm mà làm ví dụ đơn giản đầu điện nó quen rồi. Vì khi bạn thấy là trong cái khung này deep này mà chúng ta thiện việc là chúng ta thiết kế một cái web form để mà người ta làm bài giải phương trình bậc 2 nha. Thì bạn đưa cho các đối tượng như là những cái text box và hai cái button. Đây là những cái standard control, tức là những cái web server control. Ở đây là của ASP.NET. Như vậy bạn thấy là cái tiếp đồng ngữ của nó sẽ có chữ ASP đúng không? Mà để bạn thấy chúng ta có ASP. Đây là những cái server. Vậy vậy bạn đặt tên cho nó thích hợp mà. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt sự kiện cho cái ví dụ này. Đơn giản là người ta nếu mà chọn cái đối tượng là button thì sự kiện mặc định của nó vẫn là sự kiện click đúng không? Sự kiện click. Ở đây số sự kiện đó bạn thấy chúng ta có một số sự kiện thôi các bạn. Nhấn click qua, ta có click giải phương trình 2. Sự kiện click cho nút đặt lại luôn, click.
Sau khi bạn thiết kế xong cái form đúng không? Thiết kế xong form như bình thường các bạn hay làm á, thì bạn bước qua giai đoạn 2 viết lịch. Mà giống như là thiết kế nguyên form đơn giản vậy mà. À, như vậy bạn thấy là ta đi qua phần viết lịch đúng không? Ở đây mình thấy là chúng ta sẽ có lấy cái gì AB như vậy là tôi khai báo vô double AB và C đúng không? Rồi ta có thể có những biến nào tôi cần như là x1, x2, delta. Rồi. Rồi tôi cũng có là try catch nè. Catch mà. Vậy chúng ta thêm là chuyển kiểu vô A, chúng ta thể double đúng không? Bạc sơ đúng không? Để TA chấm tag đúng không? Đây là chấm tag đúng không? Chúng ta giờ chấm value như là ở HTML control đúng không? B bằng double chấm bạc sơ. Để TB chấm tag. C bằng bằng double chấm bạc. À, như vậy nếu mà chuyện này chuyển kiểu nó sẽ sai đó mà format exception đúng không ạ, có lỗi. Nên nếu mà ABC có giá trị là số thì chúng ta sẽ biện luận cho nó if nó bằng bằng không đúng không, n b bằng bằng không đúng không, n c bằng bằng không thì bạn sẽ có biến kết quả. Kết quả chúng ta sẽ có khai báo một cái string là kết quả đúng không. Kết quả đó là phương trình của số nghiệm rồi. Ngược lại, nếu chỉ có A bằng 0 và B bằng 0 à, kết quả là phương trình môn nghiệm. À, ngược lại. Còn lại đây là if nó chứ A bằng 0 thì tất nghiệm này là nghiệm bậc nhất đúng không? Rồi ta có kết quả bằng nghiệm bậc nhất mà x bằng trừ x bằng cộng với lại trừ c trên b đúng không? Còn ngược lại nữa trường hợp này đúng không? Hôm nay chúng ta hãy chú thích ở đây đúng không? Đây là A đã khác 0 rồi. À không rồi đi tính đang gì? Delta đúng không ạ? Delta là B bình phương. Rồi mass bell W à. B bình phương trừ 4 AC mà. Rồi, nói dựng lộn delta nếu delta âm. Có bằng kết quả phương trình vô nghiệm mà. Ngược lại nếu delta bằng 0 mà kết quả là chương trình có nghiệm kép luôn. X bằng và cộng cho bằng trừ b chia cho 2 nhân a. Ngược lại chỗ này chắc là delta dương rồi bạn, chắc chắn delta dương. Có hai nghiệm đúng không? X1 bằng trừ b trừ cho căn delta đúng không? Tất cả chia cho 2 a. X2 trừ b cộng delta tất cả chia 2 a. À, như vậy kết quả nghiệm hai nghiệm phân biệt đúng không ạ? Hai nghiệm phân biệt. À, X1
bằng cộng x1 và x2 bằng cộng x2. Ở đây là phần biện luận cho cái bài phương trình bậc 2. Như vậy ta sẽ có cái LBN là kết quả chấm tắc sẽ bằng là kết quả lại thông vào kết quả. Và nếu mà lỗi thì bạn thấy anh là Ben là text có thông báo mà lỗi à? Nhập các hệ số A B C là số, còn reset mà thấy tôi đánh test A chấm text. Ví dụ đây đơn giản một bài ha, rất đơn giản ha, ở mức độ là chúng ta làm giống như là bài full form ha, như bài full form đơn giản. Ở payload lên này chúng ta có cần gắn cái gì nào cho nó không thì bạn có thể gắn. Ví dụ có thể khởi tạo như ban đầu cho các biến luôn gì đó. Bây giờ tôi chạy video này lên mà lưu lại của hình trong file quá cần phi. Về nhập hệ số A dụ như là tôi nhập vô ví dụ như 3, 4, 5 giống như bằng 2 nó có kết quả như là vô nghiệp mới đúng mà ha. 3, 4 và 1 phương trình này chắc chắn là có hai nghiệm mà A trừ B cộng C bằng 0 nghiệm bằng trừ 1 nghiệm bằng trừ C nhân A đúng không ạ? Này chính xác rồi. Trừ 1 trừ C nhân A tức là trừ 1 phần 3 là 0.33 phương trình là 0 đương nhiên có nghiệm bậc nhất đúng không ạ? 0 nữa phương trình này vô nghiệm đúng không ạ? 0 phương trình này vô số nghiệm mà không thử các trường hợp mà vậy là 1, 2, 1 đó, vậy là có nghiệm kép. Đó, như vậy mình giải đúng tất cả trường hợp đúng không? Đó, khi đặt lại thì mình xóa luôn kết quả ở dưới đúng không? Ta thiếu cái trường hợp là xóa kết quả. Đó là ta đưa LBN là công tác cũng về rộng luôn mà, reset lại luôn. Ở đây là một ví dụ đơn giản đầu tiên là tôi làm quen lại những đối tượng là chúng ta có nó thiết kế đó là những đối tượng mà Basho and Drone mà chúng ta có cái phần đồng ngữ đó là gì bạn? Tiếp đồng ngữ đó là SP đúng không? Sẽ tới chúng ta sẽ học cái bài phần style, phần theme có học đấy. Còn có xe đen nó có ba cách viết là cái viết thứ nhất là cái viết nó gọi là inline ngay trên nó luôn, tức là viết nhất nó gọi là nội tuyến á bên trong là nó viết ngay thẻ. Cái viết thứ hai là mình dùng khai báo style, cái thai nó là text css chứ sâu phần thẻ hết nè, mình đây khai báo cái style nè. Đây cách thứ hai nè, cái thứ nhất là ta khai báo luôn trong cái thẻ này một cái style, nếu mà không dùng cái class mà ta khai báo cái style đúng không, là cách thứ nhất là khai báo style ngay từng thẻ. Cách đó là chạy nhanh nhất, nhưng mà cái đó là cách mà mệt nhất đúng không, vì người ta lặp đi lặp lại quá nhiều. Cách thứ hai là ta khai báo style là một cái đoạn style nằm trong trang, trong cái cấu trúc style. Cách thứ ba là dùng cái file chấm set đấy. Đó ba cách thì mà khi nào tới phần thiết kế thì tôi sẽ dạy các bạn, tâm đừng có lo, bây giờ lo cái code đã. Chúng ta chủ yếu là code behind á, thiết kế sau này ra ngoài thì chắc là chúng ta không phải là người thiết kế đâu. Chúng ta là phần dưới mà developer mà ai dám cho ta thiết kế đúng không? Nó thiết kế sẵn đưa phần mã mình code từng trong thôi, nhưng mà thiết kế nhiều khi không ai xem.
ta phải có họa sĩ mà, phải có đội ngũ designer mình sao, nhưng mà như mình thiết kế cho mình xem được thôi. Ngay cả tôi thiết kế tôi xem chứ đưa ra chắc không ai dám xem, tại cái đó thật ra nó là một cái lĩnh vực khác, bạn phải học nhiều thứ nữa đúng không, mà chúng ta phải có năng khiếu nữa. Chúng ta chỉ là ta lấy template thôi, tôi chỉ hướng dẫn bạn lấy template mẫu bạn xả ra bạn đưa vô thế nào thôi, chứ còn mình thiết kế được cái đó thì phải có những bậc thầy về về đồ họa nữa, mà người ta có ý tưởng riêng nữa, chứ mình đừng có mong muốn làm giống người ta, mình chỉ làm sao code cho trường dạy tốt là được rồi. À, như vậy bây giờ làm bài đơn giản này các bạn làm được không? Được, cố gắng làm như bạn, tại vì thực ra là tôi quan điểm của tôi là tôi hay đưa bài tập cho các bạn về nhà, các bạn chỉ chạy không ngồi đây, bạn chỉ chạy chạy xong rồi các bạn yên tâm rồi sau lần sau bạn làm được, chỉ khổ vậy thôi ha. Và nếu mà chạy nó dồn lại bắt đầu nó nhiều rồi á, nó mới chết. Thật sự để mình làm không sao.